thân chào đến tất cả mọi người đã và đang đồng hành cùng thu ni thốt cát có nhiều người đã hỏi mình trong những lần phỏng vấn và có một bạn phát biểu như vậy khi tôi có cơ hội đi du học ở châu âu có một điều làm tôi băn khoăn ngay từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất bạn là việc người việt chúng ta thích sử dụng tên tiếng anh thay cho tên tiếng việt của mình những tên tiếng việt như huy long hùng hải tâm loan hằng hòa nếu bỏ dấu thì người mỹ vẫn phát âm rất dễ dàng tuy không chuẩn một trăm phần trăm như người việt phát âm nhưng dù sao cũng là tên do cha mẹ đặt cho mình tại sao lại phải đổi tên của mình chỉ vì để người khác gọi cho dễ ngoài việc dùng tên tiếng việt chúng ta còn có xu hướng dịch tên các món ăn sang tiếng anh mà thoạt đầu nghe không hiểu là cái gì bếp nốt đồ sao phở bò rice paper bánh tráng mung kết bánh trung thu, fish sơ, nước mắm, shrimp paste, mắm tôm. Tôi hy vọng tôi đăng bài viết của tôi để những ai đang có những quan điểm trái ngược sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại làm như thế và cũng tự giải đáp câu hỏi mà tôi đã nhiều lần được nghe trong những phiên thẩm vấn. Tại sao lấy tên thương hiệu Kronizer Podcast? Có rất nhiều bạn rất thắc mắc rằng thương hiệu Kronizer nhằm cạnh tranh với McDonald's. Tại sao lấy tên thương hiệu Corona Podcast. Trước tiên mình sẽ giải thích theo thứ tự từ ngữ sau đây. Từ MC có nghĩa là gì? MC là viết tắt của Mac. Các tên bao gồm chữ viết tắt này thường được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái là Mac. Ví dụ, Cadam thường được sắp xếp theo thứ tự từ bảng chữ cái là Macadam. Mac là từ Gaelic, tiếng Gaelic của Ireland và Scotland có nghĩa là con trai. Nó thường được sử dụng trong tên gia đình, theo sau là một danh từ, thường là tên nam, trong trường hợp sở hữu cách, mạc đông nai lai, -like có nghĩa là con trai của đông nang. Mạc néo, có nghĩa là con trai của ni an. Dạng tiếng Anh, Anh hóa, bị cắt xén của những tên như vậy, là những tên mà chúng ta thường gặp nhất. Chẳng hạn như McDonald, Macon, Marcel, Macnay, trong đó Mac cũng có thể được viết là MC, hoặc phát âm từ tiếng Anh là M. Tiếp tụ nói từ, do, nghĩa là gì? Do, được viết ra từ họ đổ. Bởi vì ở Âu Châu, họ không có dùng từ bỏ dấu, cho nên họ đổ bị thanh lọc thành do. Nguyên do nào, họ đổ được đưa vào? Vì bước khởi hành, có hai người cùng muốn hợp tác làm chung với nhau. Cô họ đổ này, đổi ý, và cô ta tháo lui, sau khi tên tiệm đã được phê chuẩn. Tại sao dùng từ Nien? Khi cô họ đổ không muốn đồng hành để tạo thương hiệu này, thì đương nhiên người còn lại, mang họ Nguyễn, vẫn tiếp tục điều hành thương hiệu này. Như đã nói ở phần bên trên, người Âu Châu không dùng từ bỏ dấu, cho nên Nguyễn được chuyển hóa thành Nien. Đồng thời, người châu Âu không phát âm được vần, nguy, nhưng khi họ phát âm từ, Nguyễn, thì ta có thể hình dung ra từ Nien. Nhưng tại sao lại có chữ S, viết theo Codonai? Trong văn học của Mỹ Châu hay Châu Âu, chữ S được viết cuối một từ để nhấn mạnh số nhiều hay còn là đa số. Nếu S có dấu phẩy bên trên chữ S thì từ Codonizer sẽ luôn đi đôi với một từ thứ hai như Podcast. Lúc này, S sẽ có nghĩa là sở hữu và nối kết hai từ với nhau và trực thuộc cùng biểu tượng. Kết luận về thương hiệu, Codonizer Podcast MC Do Nien S. Podcast Đa số những doanh nghiệp là những người phái nam làm chủ. Cho nên từ MC tạo thêm thế lực cho một doanh nghiệp. Hai họ Đỗ và họ Nguyễn đã có tư duy cùng đồng hành. Chữ S hay chữ S, dấu phẩy trên chữ S, biểu tượng số nhiều hay dùng để kết nối hai từ liên kết. Chú ý, từ podcast mình đã nói từ tập 1, podcast. Đây là kết luận của thương hiệu Cronizer Podcast. Là gì? Cronizer Podcast nói nhiều về ẩm thực, công thức, sơ chế, đời sống, sức khỏe và bữa cơm gia đình. Đồng thời, công đoạn trong ẩm thực luôn truyền cảm hứng đến những người muốn vào bếp. Thay vì đi vào nhà hàng hay những quán ăn vỉa hè. Krodonai bán hàng thực phẩm trên mạng krodonai.com. Krodonai sẽ có bán hàng thực phẩm trên mạng. Hiện tại, trang web krodonai.com đang chỉnh sửa và sẽ đưa những mặt hàng quen thuộc trên trang mạng krodonai.com. Đồng thời, Krodonai's Podcast đã và đang tải lên kênh youtube thuyết.com, sờ những công thức á hay Âu. Mời bạn đón nghe. Krodonai's Podcast rất vui khi có nhiều người đăng ký kênh, chia sẻ kênh, Nkronai Podcast và Thuni Podcast. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ kênh Nkronai. Chào thân mến! An Thu Nguyễn, Anh Thư Ngày 5 tháng 4, 2023